chào quý vị các bạn. Hôm nay La Chivo xin chia sẻ cho quý vị các bạn một cái video về cảnh đường phố Nha Trang vào mùa đông này quý vị. Hiện tại tôi đang đi đây là trên đường Trần Phú nè, gần chỗ Vườn Thanh Nha Trang Center nữa quý vị. Thì mình khai này mình đi thẳng là nó sẽ gặp đường
vòng của Nha Trang. Cái này là đoạn Lam Sơn với đèn không này. Chỗ đèn xanh đèn đỏ này là mình hiệu trái là mình đi, hiệu phải là đi qua Hồng Lĩnh rồi, còn mình hiệu trái là đi qua đường Ông Châu và đường Đồng Nai. Xem video vui lòng nhấn like, đăng ký và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé quý vị. Xin chào quý vị.